Thôi rồi, ok rồi. Chào mọi người nhá. Đấy, căn bản là hôm nay thời tiết tự dưng nó lại nắng đột xuất quá. Hôm qua em đi xuống sớm thì trời mưa. Hôm nay trời nắng, bác Tuấn Anh bác ấy làm sớm xuống thì cây này nó đã hoang tàn ra này rồi. Bác ấy chảm cho vung vét hết rồi. Ok, cây này hôm nay cắt khá nặng đấy anh nhỉ. Và nó là cưa rất là nhiều. Anh Luyến thấy không? Anh là Duyến hay Luyến đấy? Duyến. Duyến à? Đấy, để cho khán giả xem dung nhan tí rồi. Thôi được rồi, còn ít nào để xem bác ấy phang ít tí. Để xem là quý vị xem video có thấy hợp lý không? Video à? Vâng. Trước tôi gọi là video, bây giờ là gọi là video à? Vâng. Vâng, chuẩn tiếng Anh phải là video. Thế là mình người Việt mình cứ quen gọi đọc theo tiếng Việt. Anh Tuấn Anh ạ. Video. Thế này thì cắt trụi như thế này thì đến bao giờ mới lại được chơi cây này hả anh? Lại 3 năm nữa hay là 5 năm? Thời gian quan trọng là người của anh. Dạ. Thời gian không quan trọng, quan trọng là gì? Nó thành được cây hay không? À. Còn làm không thành được cây thì tại lửng lửng như thế không? Bỏ. Đây cái này như. Dạ. Đây theo như anh ấy là cái dễ rồi. Những cái dễ này nó là cái cành lớn, hãng. Nó lớn ở dễ thân cốt. Tất cả những cái rễ trong thân cốt này nó ăn cho nó lớn, còn những cái rễ nhìn thấy ở đây ấy, là mình thịt không cần gọi bao giờ, nó muốn đẹp thì mình tính sau, còn chấm tính sau. Còn đây thì đang thì bây giờ mình cắt lại, mình làm lại đang đang tính cái khẩu để chuyển đây, đang tính cái khẩu để đọc vào đi để vẫn giữ được cái chân này. Sao nó cứ khập kiễng cái đồn này, nó vỡ bất kể luyến cái kê nào được, chắc kê làm cho nó. Anh ở đâu hả anh? Mình quê ở Thanh Hóa. Ôi dồi, thế là phi từ trong ấy ra đây á? Mình làm ở ngoài Bắc Ninh này. À, em thì tưởng là anh ở từ trong đấy anh phi ra thì nhiệt. Anh cứ gọi cho anh lâu lắm. Thế à, nhiệt huyết quá. Tại mình chạy xe ấy, thì nó nhiều cái phụ thuộc khi nó là. Vâng, thế là đợt này là anh đang ở Bắc Ninh gì? Mình đang làm ở Bắc Ninh. À, vâng, Bắc Ninh thì chạy qua đây thì nó tiện. Nó tiện hơn, vâng. Kia thì em ấy tưởng là bác từ trong Hóa, Thanh Hóa bác đi ra đây thì hơi xa. Là xem những diễn viên của anh em là lâu lắm rồi. Vâng. Từ ở trong quê nhưng mà nay mới có dịp ra đến Bắc Ninh làm thì mục sửa thị. Đến lại đây để gặp anh em, gặp nghệ nhân. Vâng. Tức anh nói là em không được cấp bằng, cái bảo cái này là bằng ở trong lòng người hâm mộ thôi. Đây là nghệ nhân của nhân dân. Đấy, nghệ nhân của nhân dân. Nào, ngọn cái có chảm nốt không anh? Đang loay hoay, đang cứ nhìn một lèo xong tí nữa là cứ cụt hết. Vấn đề là cho nó cụt đến đâu hay gì. Hôm qua ngủ sớm thế mà sáng nay 8 giờ, hơn 8 giờ mới dậy rồi loanh quanh. Và 1 giờ rưỡi anh vẫn nói chuyện với Lâm đang xem đấy. Đang xem bóng. Hôm qua lúc ý xem trong trận đấy, trận Đức cả Hàn Quốc xong đi ngủ. Đức hôm qua chính thức là loại rồi. Không những loại mà lại còn nữa là đau. Vâng. Nhục ấy. Đương kim vô địch. Nó bị hàng là đi bên châu Á hành như vậy. Hàn Quốc hạ đau. Vì Hàn Quốc nó hành như. Anh lấy cái miếng này ấy, anh lấy cái miếng đá ấy. Đấy còn một cái vết cuối cùng. Cái đấy lại cắt à? Không cưa.
qua một góc vườn. Nhưng mà đúng là nó cứ lộ ra như này rồi nhìn thân thủ của nó mới rõ nhỉ. Yeah. Cửa mặt lắm. Anh nghĩ anh để luôn cái bầm đấy. Bầm anh muốn để luôn cái bầm đi ra. Em hiểu, em sẽ sao? Cắt. Đây anh. Không phải bây giờ cắt bây giờ. Sẽ cắt nhưng không phải bây giờ cắt. Chưa đến thời điểm cắt đâu. Đúng rồi. Thế tại sao anh? Anh còn ý định của anh nuôi cái gì? Để cho nó ấy đó, để cho nó kéo cái đoạn đấy đó. Rồi sau này mình sẽ làm cái tay để thay thế nó. Nghệ nhân thực nghe ngứa mắt. Anh giỏi, anh ngứa mắt thì anh lấy cưa ra anh cắt. Anh cắt thì này nó lại không làm được cho anh. Tự ái đúng không? Giờ cắt cụt đi nó không ra mập. Cưa mới đục đây anh cầm đấy em đi về. Kiểu ấy quá khó nhỉ? Anh nhỉ? Vâng. Đúng là rất khó thật. Đấy, thôi thế là cũng xong. Tiến có lấy cái cành nào về dân thì nhặt đi cho mày thấy. Con sai đấy anh. Có nghĩa là cốt như này thôi nhưng mà khi mà trường hợp ra đấy, đấy, em ơi, còn điều chỉnh em ơi. Mà mình có để nguyên này đâu. Khu nhà nhặt luôn thì mang ngoài. Bỏ cái ghế ra xong rồi quét dọn luôn. Cây em cắt xong chưa? Chưa. Xong. Xong rồi thầy đã. Xong hẳn rồi đấy. Nước một kinh. Này hứa hẹn này 5 năm nữa mới lại chơi được. Anh thấy kinh không? Cái này 2 năm nữa anh vẽ xong bóng. À được rồi, nhớ nhá. Cây này nếu anh được không bán đi cứ ở đây là 2 năm nữa. 2 năm nữa. 2 năm anh vẽ xong bóng. Xem ông này ông ấy nói đúng hay nói sai nhá. Nói có sách mách có chứng đều video ghi lại hết đây rồi. Cái này vẽ bóng cực nhanh luôn. Anh nhớ thế này không? Vâng, 2 năm nữa. Vâng. Nhớ. Đấy, ừ. Cây này lên đã không? Cây này mới được 5. Mới cắt một năm thôi. Vâng. Một năm. Gọi là năm. Được. Cái 2 năm là ngon ạ. Cái này tí nữa lại phang ra tiếp lại nhìn lại rõ đấy mà. Kể cũng nhanh. Vấn đề là phụ thuộc vào người ấy nữa. Người nuôi cây nữa. Nuôi càng nhanh thì càng nhanh ấy. Càng nhanh bóng tán với dăm để chơi. Bác thực kể thì bác cái chăm cây khiếp lắm. Lọc bớt dễ dài. Theo nhanh ấy. Theo nhanh em rộng cái này. Đấy. Đấy. Rộng cái khu này. Bắt tất cả dễ lớn bằng đi từ chân hết, không cho đi bằng mạng mỡ. Đấy cái chổi anh. Anh chưa? Vâng. Đi mạng mỡ là tập thể dục mãi không teo đâu. Năm nay mới chân gần cốt cơ. Năm nay mới có 30 rồi gì cứ gù như ông 60. Đau lưng ạ. Dạ. Anh. Dạ anh ạ. Thế là mạnh trẻ mạnh thế nào? Trẻ mạnh nó phải gấu lên một tí nữa. Những người tên là Mạnh, tên là Hùng nó bao giờ có gì đó. Cái tên là Cường là ba. Ông này cả Hùng cả Mạnh. Cả Hùng cả. Ba cái tên đấy là nó mạnh mẽ lắm. Nó rất mạnh mẽ trong người. Nuôi mãi nó mới dễ, nó mới bám được. Cứ cắt đi này thì thử nhớ phán được không? Phán đứng im luôn đấy.
Anh thử ạ. Phán đứng im luôn đấy. Không nói còn câu gì. Một lần mà cái kéo cũng đang ná lắm này là gãy gãy kéo một cắt thôi, cắt ra gãy kéo mà. Vâng, kéo này, ăn kéo nào gì anh? Kéo thôi. À. Một cái đó, à. Hai cái. Thấy cũng đang ná này rồi. Vâng. Gãy hai cái rồi. Trong năm nay là gãy hai cái. Không phải na ná đâu mà là cùng là nó luôn ạ. Cái này khác. À nó chỉ khác hãng thôi. Còn kiểu cách cái form kéo vẫn là như thế. Là Kikua. À. Còn đồ Nhật hết rồi. Gãy một con Kaneshin. Đáng phá đó là. Cái nó đau tiếc. Thật như này là anh thấy là khiếp đấy. Nuôi bây giờ lại phá ra này. Đồ kéo đồ cưa là anh nuôi chợ rời hay không? Em có chỗ mua. Chợ rời làm gì bán kéo này anh? Có nhập trực tiếp rồi. Chợ rời. Kéo này là chúng anh nhập trực tiếp luôn. Hàng gọi là sách tay từ Nhật về. Có cái anh ấy là đại lý còn bảo hành được mấy. À. Còn gửi sang bên đấy nếu mà kéo có lỗi thì gửi sang bên đấy bảo hành được. À, thế đó là chính hãng. Anh đấy làm mấy chục năm nay. Xong rồi làm lũ lại mấy cái vết này. Kéo cuốn rồi. Nổi tiếng Hà Nội rồi. Yeah. Đứng nghe nhé để anh phẫu thuật đi. Phẫu thuật kìa kìa. Ok. Thầy giáo của nghệ nhân. Thầy giáo của nghệ nhân. Đinh Lão Thực. Anh Thực với là nghệ nhân đích thực. Ta là nghệ nhân đích thực. Đây là Đinh Lão Thực. Đó. Thật mà. Bây giờ đang anh Thực một là với vấn đề tất cả vấn đề phát triển về ngành cây cảnh. À, hay là cái hộ cái cảnh có sao bác thật như cái này này như cái này như cái này này sau để nó dài cái này đây nhá à. Để cái cành này là mục đích là anh à. Sau này để cho nó ra nhiều lá để nó lớn để nó nuôi cái cành này to ra để cành này làm cành chủ cho nên đúng rồi cho nên nó phải cứ để thả rông như này đấy nhá không cắt đi để cho nó thành cành chủ. À. Cháy cho ấy cháy anh. Cháy đó. Cháy như cơm. Phí đúng không? Nó ở trên này nó không có cái gì che. Chia sẻ với tất cả các bạn là có cứ nói cho nó vui chứ còn thôi chơi thì làm đâu thì cứ nói lên tới cho nó. Làm và nhiều khi làm phải nói chuyện cho nó vui anh nhỉ. Công này bảo nó phét mệt. Cứ nói thế nước đôi đúng không? Giờ biết rồi chia sẻ cho bà cái ông này cứ khẳng định quá thì nhỉ. Yeah. Khẳng định quá ngày sau người ta lại bảo là đấy cái ông này chỉ nó phét. Chết. Nhìn cảnh này nó chết. Ông lấy cái nào mà nuôi luôn. Đây có chú đây nhà anh cứ giới thiệu chú như thế thì sao mà chú nhớ là ra chơi còn nhiều lần nữa đúng không? Đúng là chú ra chú bảo ơ anh ấy làm cái này à, nói nhìn thấy cảnh này bác nói ngày xưa nên là đúng đấy đấy là chú lúc này bảo là nói sai được rồi đấy sau này xong em lại quay lại xem nó to đến như nào có bằng bắt tay không không à, còn một tí thì chứ còn bắt tay là sai đâu, gọi là đâu là cái cây cảnh lại là bị sai rồi đấy ông ấy bảo lọc hết cho chú ý đấy đi đây cần đục ở đây đục anh, ừ. Mang đục ra đi xong rồi em vệ sinh những cái vết cháy của anh mang cả hộp đồ ra đây rồi bôi keo vào. Ừ nhỉ, cắt ra thế lại thoáng. Ủa, đứng chỗ này mát thế, anh Thực ạ. Nó lồng ở đó, quật vào tường. Nhà cao rồi. Đúng rồi, quật vào tường. Đập vào vã xuống. Nó này mát thật. Đúng không anh? Nhờ. Thank you.
Ui rồi man lộng tim. Lấy cái kéo to nữa. Cái cưa này có 30.000 mà ở hội chợ bán đồ bãi bãi 100.000. Sợ. Anh Tuấn Anh ạ. Em bảo ui dồi ôi, thế thì về đặt tốn em để lại cho anh có 50.000 thôi. Vui. Quay anh cái đi Mạnh ơi. À đây. Nghệ nhân Đinh Lão Thực đang nạo ấy, đang nạo mương máng. Đừng có nói bạn đấy thế thì đây là vết, đây là đang vết chỉnh những vết tể tướng Lưu Bù ấy. Có một cái vết đi bây giờ đấy nhở, nó co lại ác nhở anh nhở. Ngày xưa nó to hoác ra xong rồi càng ngày càng múp vào. Anh Thực cứ có bên cạnh Mạnh, cứ có Mạnh nên là cứ hay được làm chuyện mình nào lên đi. Hay phải nhìn các bạn xem các bạn đừng ấy nhá. Tôi làm vui cho các bạn xem chích thôi. Lên dần là nó quen dần đấy mà anh nhỉ. Lên đấy là anh em mình còn vinh dự lên nhiều ông còn đưa ống kính vào còn thôi đừng quay anh đừng quay anh phải, gọi là ngồi trên ghế đấy. Gọi là ấy cây này mới là ác. Hơi bị chuẩn luôn đấy. Bao giờ các sếp phải được ngồi như anh Thực mà gọi là thư thái làm cây như này này. Được không? Ôi dồi, cây này nhiều nhựa quá, hôm qua đấy, hôm qua mưa nhỉ? Yeah. Hôm qua mưa là thôi, nói chung nhiều khi nó khôi hài tí cho các bác xem video, các bác đỡ là buồn chán. Nhiều khi cứ em cứ quay cái ông này, ông ấy làm, ông ấy có nói năng gì đâu, anh thấy đúng không? Đúng. Ngồi đứng ở bên cạnh thì lại không nói năng một câu gì, nếu không người khác không nói. Hỏi thì nói. Ừ, cứ như thế này mà làm, thế thì xem cũng chán đúng không? Nhưng mà là như thế mới được việc tôi đang nhờ. Ừ đấy. Không phải là... Ừ, anh ấy tập trung anh làm... Trí đầu trong đầu óc, vâng. Để ý nó vào. Đấy. Làm nó không bị sai lệch. Tập trung. Bây giờ không có người nói, không có người hỏi làm sao ông ấy nói đúng không? Người xem thì cứ bảo là anh nói gì đi, bây giờ không hỏi có khối không cái nói gì đấy. Nói đúng là cứ quay anh ngượng lắm. Rút tay chả làm nổi. Rút tay. Nhiều khi phải tếu táo tí cho ông ấy còn nở nụ cười khoe được cái. Trưa nay mua quà sinh nhật nhưng mà nếu mà thế là cho nghỉ quà đấy. À đấy à, kia rồi, không cần nghỉ quà, đây có quà chứ. May hôm nay nó còn có không? À có quẩy rồi đấy. Hôm qua mình nhắc nhở vấn đề quẩy cái hôm nay ngoan, có quẩy ngay. Không phải mà buồn cười lắm, nhà ấy nó thấy mình hỏi nó mới lấy về nó bán cái gì. À. Thôi anh ạ, bởi vì không bán được, nhưng mà mùa hè này bán đồ ấy khó bán. Ít người ăn cái đấy. Ừ. Không, mùa đông thì người ta ăn nhiều hơn mùa hè. Bèo ý để cho nó mát nước. Tự nó lên cái gì mà nó đẻ, cái bèo nó đẻ nhanh lắm. Vài cây cứ ngơ đi nó đẻ nhanh. Chứ nuôi đâu. Ít nữa bác bê vớt vào thì bể súng rồi, bể sen kia. Anh ạ. Đấy bác đi vớt ra cái để xem này. Thả vào đấy. Đấy nhìn thấy chưa? Đấy. Ý đồ hết đấy. Đây mới đụng thứ đụng đi vết kéo vào đó. Không làm thứ nữa. Nhưng mà chuẩn là phải dùng kéo ý cắt như thế. Khỏe. Ừ. Bọn Nhật mà nó xem anh làm như này là nó hãi đấy. Thế thôi em ạ. Nhiều nhựa thế sợ. Còn đâu ít nữa để nó khỏe lá thì mình sửa thì cần nhanh ý mừng nhỉ. Nhờ. Thế thấy nó rõ ràng hơn. Hả? Thế nó rõ ràng hơn. Bây giờ mình nhìn thì máu rõ ràng rồi nhưng mà
này nhá, nếu khi mà cây mà lá nó tốt đấy, lá nó tốt rồi ấy, nó khỏe rồi ấy, thì mình phẫu thuật nó thì nó rất nhanh, gọi là bù ở những cái chỗ đau. À, nhưng mà lúc này nó mình cắt hết nó rồi, quánh nó là nó lại chậm phát triển. Bài chính là bài của Tuấn Anh đấy. Nhưng mà hôm nay em thấy nó hơi ngứa thì cho ra hộ, nó không đều mắt là thôi cho ra ngộ luôn cho mọi người nhìn. Nhưng mà thôi rồi, đẹp sao, cứ từ đẹp quá rồi nữa. Đẹp quá luôn thì lại nhìn. Vâng, cái gì nó cũng phải khoe từ từ. Rồi. Ok, như vậy là xong rồi đấy hả anh? Đấy. Đấy là em gọi là hơi muộn màng tí, chứ nếu mà quay được từ đầu thì các bác xem còn phê nữa. Ôi rồi, có méo mó có còn hơn không. Đấy nhá. Phải nói là cũng cảm ơn các bác dành gọi là hơn 20 phút đồng hồ theo dõi cái video này. Nếu mà mọi người thấy hay hãy like, share video và nhớ nhấn vào cái nút đăng ký, nút đăng ký màu đỏ ấy để ủng hộ channel. Nhớ nhấn nhiều lần. Các bác xem, các bác chả nhấn vào cái nút đăng ký. Ôi, tâm là có bao giờ các bác nhận được video mới đâu. Các bác phải nhấn vào cái nút đăng ký, xong nhấn vào quả chuông ấy. Đấy, thì luôn luôn em có video mới một cái là nó báo về điện thoại của các bác, là các bác ui rồi bỏ đút túi quần bỏ ra xem được ngay. Ui rồi ôi. Đấy, luôn luôn là người được xem mới nhất, dù các bác đang gọi là làm công việc gì đấy vẫn bỏ ra xem. Đã xem rồi thì thích lắm. Rồi được rồi, ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video nhá. Rồi quay nốt hình ảnh bác Thực, bác ấy đục tí đã cho nó thân thiện. Được, nhưng mà kẹp cái này còn một tí.